Đây là chị. Vâng ạ. Đúng rồi. Đấy, ông sát đây, ông sát vào đây anh ạ. Vâng, anh em chưa em đã có mặt tại nhà chị Huê. Và chồng chị Huê là anh Thêm, hiện tại đang công tác bên nước ngoài. Nhưng mà anh thì mua bộ dàn karaoke này cho người vợ thân yêu của mình, coi như một món quà gửi tặng cho vợ của mình. Tại vì anh ấy đi làm rất là xa và cũng chưa có một cái quà tặng gì cho chị cả. Thì nhờ Hoàng Long cho em như một nhịp cầu kết nối. Và hôm nay chúng em rất là vui. Đã. Em mới đi thắp ở bên chỗ Thanh Oai. Xong bây giờ mới ra qua cho chị Thanh Oai. Đây, vâng, đây mới là một chiếc chị ạ. Vâng, to lắm. Cái này là mấy món này? Cái này nó là 4 món chị ạ. Một đôi loa. Anh chân nghe cái đầu này. Thôi rồi. Đây là chân đẩy, X28. Một con Star, con chầm Monster 40 nữa này. Có cần khiêng không anh? Không cần em. Thì to lắm nhé. Thế là đóng cửa. Vâng. Toán mỏ lắm. To mà nó mất cái này. Đây, ra đi ra. Cái này nó là mới hay thế nào? Mới hết chị ạ. Đây. Cái này là hãng của thằng nào mà rất là nhiều. Đây của Mỹ anh ạ. Mỹ à? Bây giờ mới đến đây nó lắp chân này. Cái này nó có thêm 4 cái chân nữa. Lắp luôn chân nhỉ? Chân chạy chân là kéo à? Không ạ, cái chân này để cho nó vững chãi. Nó cao lên như này nè. Nó 4 chân 4 góc này. Đâu nào? Đây. Anh cứ để em tự làm. Đây, mình đỡ chân cho. Đây. Có mét 2 anh ạ. Có mét 2. Vâng. Ơ, đây. Đây chị khoanh nhau. Chị cho mình. Nó từ, chị lắp, anh xuống nó ẩm đấy. Sao mình làm đây? Cho sắp đi. Rồi, cho gần chỗ ổ điện đi. Cho quay quẩy lửa ra. Rồi, sắp ra. Cho quẩy lửa ra cho dễ đưa nước vào. Đấy. Đấy, cho đẹp sắp là xóa luôn được. Để nó không đẹp ạ. To còn nhà mình để nó không. Được mà nó hay. Chắc nữa mà kem mà không vừa thì có là xấu. Không vừa. Vừa phải chị. Đẹp luôn. Vừa.
sang cái phòng của mình. Em chờ đi. Em phá rồi, em bỏ rồi. Chồng này. Này. Không không anh bỏ là anh cái này. Đang trong mình thì nó sẽ đỡ mất sức này. Đẹp luôn. Bao nhiêu năm rồi chưa về được. Thế nên là tôi gửi gắm coi như là một món quà cho vợ, cho mẹ. Đấy là con thấy anh cũng sống rất tình cảm ấy. Anh rất tình cảm và quan tâm gia đình ấy. Rồi, bà thì bà cũng biết. Vâng. Thôi em xin phép, nhà đang đợi cơm gọi em. Đợi bây giờ cũng là đây uống rượu chẳng hạn. Con lại lái xe không xong rượu. Có cơm, có cơm, có xin bát cơm được. À, đây có. Có rượu không? Vâng, vâng, em cảm ơn anh. Đúng ta. Đất bạc màu và phải áo em bạc thế. Nắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa. Đất ôm trọn tiếng người, mảnh mảnh đất quê hương ta. Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung. Miền thủy dương ruộng hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dần cây. Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn, quê hương tôi là đây nước chảy xuôi nguồn, sông thương cát dài biển xanh dài dài. Chị mẹ cho em một vài cái cảm nhận khi mà thứ nhất là đâu mà chị đã cảm nhận thứ nhất là anh em chúng em phục vụ chị có nhiệt tình không đã, có chú đáo không đã, nhiệt tình chú đáo không? Bây giờ mới là mời lại ở lại gia đình ăn cơm. Thôi em xin phép là hôm nay một quả chị thì cũng được là chú. Vâng, cảm ơn chị và gia đình rất nhiều nhé. Tức là có gì thì giúp chị dạ, nhé, tại vì chị chưa quen chưa quen, quen không là quen, cần hỗ trợ chị cứ gọi nhé. Rồi, vâng, em cảm ơn chị.